Một chàng trai 19 tuổi ở bang Nam Dakota của Mỹ có thể đã lập kỷ lục phi công trẻ nhất từng bay một mình vòng quanh trái đất. Trước đó, kỷ lục nước này thuộc về Ryan Campbell, quốc tịch Australia, người đã chạm mốc 19 tuổi 7 tháng và 25 ngày khi hoàn thành hành trình bay vòng quanh trái đất. Matt Gettmuller đã hoàn tất hành trình dài hơn 40.000 km khi điều khiển chiếc máy bay một động cơ mang nhãn hiệu Beechcraft A36 Bolgena hạ cánh tại sân bay Gillespie Field tại El Cajon, California. Hành trình của Gettmuller bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm nay và tổng cộng đã đi qua 14 quốc gia như Anh, Italia, Hy Lạp, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ, Philippines. Gia đình nói rằng mơ ước bay lượn của Gettmuller hình thành từ khá sớm. Khi còn nhỏ, cậu đã thích lang thang ở gần sân bay địa phương và dành nhiều giờ điều khiển máy bay trên các chương trình giả lập. Cậu bắt đầu học điều khiển máy bay cách đây 3 năm và tích lũy được 500 giờ kinh nghiệm. Tôi không lo lắng lắm. Tôi chào thằng bé cho Chúa Trời và cầu nguyện. Thằng bé đúng là một phi công tài năng. Ý tưởng bay vòng quanh trái đất đã nảy sinh trong đầu Gettmuller khi cậu đọc được một bài báo trên Internet viết về Jack Wigan, một thanh niên người California đã lập được kỳ tích này vào năm 21 tuổi. Với thành tích của mình, Gettmuller đã trở thành người trẻ tuổi nhất một mình bay vòng quanh trái đất. Hiện kỷ lục của Gettmuller còn phải chờ sự kiểm tra và xác nhận của tổ chức kỷ lục Guinness, nơi vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự kiện.